ra bà chị cũng người miền Tây á. Dạ, nói thiệt với anh nha, đã lâu lắm rồi á, má con tôi á mới được gặp lại cái người ở quê mình. Tôi vui lắm. Nói nào ngay á, cái thời gian gần đây nó cũng nhộn nhịp rồi chị. Dạ. Bị nhà nước người ta làm mấy cái cầu tre đó bây giờ họ phá hết, làm dạ. Bằng cầu bê tông. Rồi có nhiều cái hội đoàn đồ này nọ họ mần từ thiện đó, cái họ cũng mần cầu rồi này nọ. Rồi đi tới đi lui nó cũng dễ. Dạ, nghe Năm nói sao tôi nhớ quê quá à. Má con tôi chưa có được về thăm quê lần nào hết á anh. Trời đất ơi, sao không về thăm quê? Dạ. Đi đâu đi chứ quê mình vẫn là nhất cơ chị. À dạ, nói thiệt với anh, người ta nghèo cỡ nào á, người ta cũng có đường về quê. Còn má con tôi thì... Má... Mà thôi, Tết nhất á, mình nói chuyện gì vui vui đi anh. À, xa quê lâu rồi, tôi không có được nghe ca cổ. Anh Năm có biết ca cổ không? Anh ca cho tôi nghe một bài đi. Ừ, muốn nghe giọng cổ hả? Tôi thích nghe giọng cổ lắm, tôi nói thiệt đó. Bác Năm ca một bài của đi. Tôi á. Vậy hả? Vậy anh hát đi, anh ca đi. Tôi hát hả? Dạ, dạ. Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dài dầu, chứ chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp. Họ chứ tìm cô không gặp, tôi gối đầu mỗi đêm. Hay quá. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên dàm kinh Ngã Bài, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Cửa vườn cô đã khóa kín từ hôm nào, tôi giặt đôi chiêu bông từ dưới ghe lên sông Rầy, chiếc áo nhuộm bùn đã lấm tấm giọt mồ hôi. Nhà của cô sao trước vắng tanh, sẽ trong gió lạnh chiều đông bỗng quay dạo lên tiếng nguyệt cầm, như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thê thảm.